gì ăn bạn ơi. Chưa trang lượm được mấy cái cốc chín rồi nè. Đó, ngon ghê chưa? Không, mình đi mình thủ trước, mình đem nguyên cây xạo đi ra vườn nè, ăn chọc cốc chín mà. Cốc như lượm đi lẻ hết trơn. Cốc chín đó. Ghê chưa? Rất mừng luôn. Ê! Chén muối ớt ngồi đây quất luôn cá sướng à. Cốc dành tôi à, mời tất cả các bạn nha, nấu mà nướng thứ này à. Gật gật. Chào chào. Ừ. Cái này mình khỏi cần chấm muối nữa, tại vì nó ngọt cay à. Tại mình chấm thêm miếng muối cho nó mặn mặn cay cay các bạn. Ừ. Kiểu hết nổi rồi, ăn ứng lắm cậy. Ừ. Ừ. Rồi bà hai bà bày hài á nghe em. Gớm không? Cái này ở dơ bà hai không? Gớm không? Cóc mà gần thấy ghê rồi chứ. Ừ. Đang nói bụng thấy không? Rồi trời. Thiệt chứ. Nó xuống gì đâu luôn á. Chết người thì chết. Ăn gì nhiều người cũng nói hơi phí phạm. Đúng rồi, có nhiều bạn á cũng như gọt cái hết mẹ trái cốc luôn rồi còn cái hột, ăn cái hột không đi. Tại vì nhà mình là vườn cốc, mình ăn nên mình không ăn cái vỏ xanh được. Nhiều bạn nói gì nè, cái vỏ xanh mới là ngon, có mùi trái cốc với lại nó chua chua. Cha mà gọt gì là cha không ăn đâu, cha gọt phải còn vỏ xanh á. Chua lét chua. Ừ. À, cốc mà mấy cái trái cốc bự á bạn. Mà cốc sống á ha. Mình không phải gọt, mình phải đập ra á, đập á. Trời ơi, nó sướng. Đau luôn á. Nè bạn, các bạn thấy không? Cốc mà nhìn tôi luôn. Ngon ghê luôn á. Trời ơi, cái này cắn một cái.
Trắng mà phát. Má ơi. Chảy 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 ra rồi. Nó trắng một cái nghe muốn nửa trái vậy bạn. Nó sướng tới mắt rồi. Nước nó tràn bà đê luôn. Ghê lớn thật chứ. Cái cắp đó bị đeo rồi. Cái cắp bị mắc lẹo hay gì? Bậy. Cắp mà cắp chín đó bạn, mà nó sao ta? Nó hơi hơi mới chín á. Nó sồng sồng nha. Trời ơi, báo phá hoại cái cây đu đủ. Rồi báo rồi, gãy cây đu đủ. Đó, cạp ăn gì mới sướng đó, đập á, đúng ra đập ra mới ngon. Không ngon á, mình chỉ cần cạp lựa ăn thì ngon. Cắp chín hơi hơi chín vậy nè, ngon. Chín mùi nó thì nằm cắn cái nước nó tràn 2 mét. Nó sướng đó ơi. Ăn luôn vỏ hả hai năm cha năm năm chua không. Thường người thường khí nhiều người gọt tóc rồi. Đúng rồi hả, đúng rồi hả. Cha mình nói gọt tóc ăn thì mới ngon rồi. Cái gọt mà tới cái lằn trắng vậy nè là không có ngon. À tươi lắm à. À, thì kiểu mấy chị em mình hơi bị phế. Tại cái xanh nó cái mùi của con trái cóc á. Cạp làm sao mà hỏi trái cóc còn cái hộp gì không. Ghê gớm thiệt chứ. Sướng không? Sướng tới nách luôn không? Lên tới não luôn không? Chua nghe. Chấm thêm một chén muối ớt nữa, trái ớt sừng trâu giống. Hết rồi, hết có cốc rồi, còn mấy trái đi chọc vài trái thêm bạn ơi. Ngồi xuống ăn tiếp. Gì đi ra giường mà cầm buồn buồn mà đi ra giường kiếm gì ăn trời nó sướng. Họ có đu đủ môi dịch không nha, chấm muối ớt trời đã. Nữa cái có xài đu đủ môi dịch biết làm gì không, chấm cái mẻ hả. Trời ơi, cái mẻ một cái thôi, nhức chuối á. Có chuối gọt đu đủ quá mà gọt ha, còn hơi xanh xanh ha, môi dịch mà đỏ đỏ ha. Quẹt gì nè, giống gì nè. Trời ơi trời, bỏ hỏng hết cắn vô miếng chàng bà đê. Giống gì ta? Còn xe tăng muôn thư là xa tăng. Rồi chứ có xe tăng. Khoảng ngày bác xa tăng. Người ta xa tăng, mày xe căng. Ủa là người đó, người ta có xe tăng, đường tăng, những này kia thì gì có xa tăng. Xa tăng chứ mà xe tăng. Hỏi xa tăng là cái gì? Xa tăng ở thằng thứ ba. Đâu, cái thằng đó đâu phải xa tăng. Xa tăng, xa tăng.
ơi. Mười ba bốn đứa mà đè đánh đứa nè. Chuyển sang chọc đu đủ luôn. Trên liều mạng luôn nè. Đó. Còn chặt thì ăn dập luôn nè. Chứ giờ đâu dám chụp. Chụp bủ không là sao? Dập không? Không, không dập. Hơn ngon ha. Hầm hầm chín là ngon ghê các bạn. Đi lại đằng kia ngồi quất luôn. Tôi gọi mấy người vậy ăn là ăn vậy là sao ta? Thôi cái bữa nay hư lụm ra ăn được không? Thì đó chứ thèm đó. Không chịu nữa. Ăn được không mà ăn được hai ngon. Ăn cũng được. Đó các bạn thấy trái này cái gì? Làm gì mấy bạn biết được trái này cái gì? Đúng không? Đang biết, nhìn là biết liền. Chứ bích non, chứ diễn biết. Đúng không? Cái này nè, ăn là phải dách vậy nè. Tại non rồi vậy hả? Trái đó, đúng ra, tao bán mấy trăm ngàn trái đó đi hái của người ta. Có đâu. Dách gì nè. Gắt gắt bỏ xuống miếng ớt ăn đúng muối thôi. Sao đến nắng thiệt chứ. Hết biết đời. Bạn nào mà có bị tiêu chảy á, mình cho trái mít nặng là ba bữa không bị hết luôn. Rồi bà hai không có bị, bà ăn hồi nghỉ ghẻ luôn. Bây giờ giấy quá à, ăn uống mà nói gì đâu mà. Gì gấp á. Nó chơi ngon lắm bạn. Bạn thử đi ngon. Không, nó chát chát mà hả? Chát chát mà hả? Có đủ chín rồi. Để cút bọt. Nãy nói chết thèm, bây giờ cũng quất. Ăn thử. Chưa? Bỏ lạc ngắt nào. Cái lưỡi hư rồi. Đó, mới lụm nãy đó. Cái bữa này là có hai cái gì vậy? Ngon thế mà. Đi tới đâu là xả rác tới đó. Mấy cái này phân quỷ chưa? Bay đâu? Lấy những muối tao ăn rồi.
má ta lấy. Sao cái mới nè, hai cục trở. Ngồi trên giữa mà đúng không? Hả? À, như hai kia đâu? Vô bãi bãi bãi. Vô thì đã bỏ cái bộ ngồi vô mặt. Nó bầm đen một cục. Trời ơi, em giỡn đâu ngờ nó dính thiệt. Vô vô vô. Nhiều quá bự rồi. Gì gớm không? Thu sĩ gì vậy trời? Hơi xấu mà. Chiều nay vô á, có bụng á, trống nó đánh á, tùm lum nha. Làm cốc chín, cốc non. Xí nhớ sao bằng hồi nãy không làm thêm liếng đá nữa. Miếng đá chanh ha. Dập hết miếng rồi hả? Để đây luôn. Rửa luôn. Nước cái bọng nè. Cái ống bọng đang đập vô bạn, nước sạch trơn nè. Nói vậy chứ có ba cái gông á. Ủa lộn, ba cái bèo nè. Nước á nó đẩy ba bèo nữa lượt á. Là con à. Đúng rồi. Bên đây hầm cá tre, bên đây nước có sao đâu. Đừng có ăn, mình để xong rồi nữa ăn đi. Tại nước trong hầm cá cha thôi ra. Rồi, chỉ ăn nhiều nhất cho ba coi. Ừ. Ăn với mau mập. Trời đất ơi, trời. Bạn tự thánh thành này chết rồi lại luôn. Em đủ bạn ơi, mời tất cả các bạn nha. Chị Hai không ăn rồi, hai chị em mình ăn. Nhỏ nước cá cha mà nó béo. Học ngay rồi, họ có người hèm cũng chạy ra ăn. Ngọt. Nước hầm cá tra ra có mùi gì? Cũng mà nó giòn giòn ở trong cái miệng nha. Ăn rã. Rồi nó mới vừa chín nè. Còn sống sống chút nữa ăn mới đã nữa. Nó giòn sực 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 luôn. Rồi cái biết gì không? Bỏ vô nước đá ướp lạnh á. Trời ơi trời, nó ăn ngon lắm luôn. Mà hải sống mà cái đì cũng đồ ăn cứng hết trơn á. Cái đó là quá khứ rồi. Ăn giả mà người ăn mình cứng. Đó là quá khứ rồi. Sắp non rồi bạn. Ăn bao sáng. Sáng mà hỏi nguyên giói ăn đây. Ăn đây. Bổ lắm. Cám không? Cám không? Cám cái đen xì lì. Ăn nữa hả? Chưa đã. Dữ vậy? Chưa được. Nói đừng lại đây ăn đu đủ nha. Nó đâu? Ở đây cũng có mít nữa nè bạn, nhưng mà mít chưa có chích, chưa có ăn được.
nha, mình trồng bưởi nữa nè. Bưởi thì trái còn nhỏ quá. Cái này quay ra cái mương nhìn đẹp ghê luôn á. Toàn là bả bèo không à. Bưởi này là bưởi da xanh đó bạn. Trái nhóc hết trơn. Đó, các bạn thấy không? Mình quay cho khác lại đây lén ăn đu rủ liền, mình biết lắm mà. Đó, cái miệng thì ngậm chứ miếng đu rủ, ngồi mắt nghẹn nè, dỗ xuống giùm á. Rồi lên nồng. Lên đồng. Số mấy, cho số ơi, Ngồi bá bụng nghe cái phèo nghe cái mặt con gỗ á trời mày. Né chứ. Trời ơi, để em quạt cho hai ăn nha. Cái hai ra mồ hôi tao nghẹt sao á. Ăn mà đổ tót mồ hôi chứ trời. Tụi mày hết sức luôn vậy đó. Không mày ăn lại. Trên như trên quay. Tới rồi đó. Đang suy nghĩ bài hát vậy. Quyên tên như trên cái. Cái bộ mà rửa mặt là gì? Quyên tên như trên cái là vô. Từ lâu rồi đó, tới rồi đó. Rớt mương cái gì rồi? Hai mấy lọ mương mới lụm luôn à. Nãy giờ mấy chị em mình đi vòng vòng vườn á bạn, giờ cũng no bụng luôn rồi đó, đã cái cơn thèm. Mà còn bưng thêm một gỗ vô nhà nữa chứ. Thôi giờ đi dài dài vô hỏi bạn ơi, no rồi. Đó hai thấy không hai? Đó nè kìa, ủa trái cho bá lửa luôn bạn. Đó hai trái cho bá lửa luôn á đó. Cái luống rau của mình đó bạn, mình đang trồng lại nè, mình trồng mía nè, nó mía thì nó mới lên lú lên nè, đó là mình cuốc mình trồng mà rau muống, bụi mía này mình mới gầy lại, mình đốn cái mớ bỏ rồi, lằng nhằng thì trồng thêm rau thơm, bắp cá, quế đồ, đủ các loại, mình trồng lại hết bạn. Ra muống thì mình trồng ra ngoài đất gì đặng cho nó tốt hơn là trồng ở trong chậu, nó không tốt bằng. Thôi giờ vô nhẹ thôi bạn ơi, mấy chị em mình cũng no sai rồi. No không sai là bậy rồi, chưa nhậu nên không có sai được hả? Bà hai nói ba không nhậu nên ba không có sai được. Vì nãy không đem ra ăn xị. Tính em tích á, xị sao đủ uống. Trời. Dữ, mạnh dữ. Rồi clip đến đây mình cũng chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp các bạn clip sau nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye các bạn. Cột thời lừ ngồi đã không thấy vậy trơn, có chút xíu.